Dạ, chị cho em ngồi ăn chung với nha, sếp Mai. Trời ơi, lại gà nữa hả? Vậy là chị Ngọc cùng sở thích với chị Mai rồi đó. Chị Mai là ngày nào cũng gà luôn á. Ừ, vì chị Mai thích ăn gì, em ăn đó. Chị Mai là idol của em mà. Trời ơi, ghê quá à. Đu quay đồ dữ vậy. Ừ. Ôi, sao nay chị với giám đốc mặc đồ giống nhau quá vậy? Trùng hợp dữ vậy? Chị em mình như hai chị em ấy nhờ. Có khi nào chị Ngọc thần tượng chị Mai quá rồi sắm nguyên tủ đồ y chang không? Ừ, chứ làm sao? Để có cuộc sống mơ ước như chị Mai, ai mà không ao ước. Có tôi, anh xin lỗi cô, tôi tưởng giám đốc em không có làm gì hết trơn á. Anh Quy, anh tự nhiên anh không có, em bình tĩnh. Anh mang đồ ăn đến cho em hả? Anh mang xuống nhà đi, lấy em xuống. Dạ, em có gì em đi trước nha. Ngọc, mặc có thể mặc giống, ăn có thể ăn nhầm, nhưng chồng người khác thì đừng nhầm. Ủa, hôm nay em không nấu cơm hả? À, em không có nói là anh ăn nên là em không nấu. Ủa, nhưng mọi lần em vẫn nấu mà. Thì mọi lần em có nấu nhưng mà anh không ăn nên bỏ đi phí lắm. Mà đợt gần đây anh cũng không đưa tiền trợ cho em mấy nên là em phải tiết kiệm chứ. Ủa Mai, đồ em cũng không giặt luôn. À, em quên mất, mà anh cho vào máy giặt rồi bấm nút là được mà. Ủa em sao vậy Mai? Cơm em không nấu, đồ em không giặt, rốt cuộc em muốn cái gì đây? Trước giờ anh muốn em phải làm sao? Làm những gì người vợ phải làm? Là vợ hay là ô xin của anh? Anh đi ra ngoài làm, anh đã bao giờ nhớ là mình đã có vợ chưa anh? Em nói gì là sao? Đơn ly hôn em đã chuẩn bị sẵn rồi, anh chỉ việc ký thôi. Mai, Mai ơi Mai, anh xin lỗi, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh một lần được không Mai? Anh hứa sẽ không có vậy đâu Mai ơi, tha lỗi cho anh đi Mai. Ngay từ đầu á, anh đã biết đây là chuyện có lỗi nhưng anh vẫn làm, thì cái câu xin lỗi không cần thiết. Đúng là khi cưới em về, anh có quyền được hưởng tất cả quyền lợi của người chồng, nhưng anh lại quên mất khái niệm một người chồng tốt là như thế nào.